Một luật sư người Nga của Edward Snowden cho biết, cựu nhân viên hợp đồng làm việc cho cơ quan an ninh quốc gia của Mỹ từng tiết lộ thông tin chi tiết về những chương trình theo dõi quy mô lớn của chính phủ đang làm việc với những luật sư người Mỹ và Đức để được trở về nước. Luật sư Anatoly Kucherena hôm thứ Ba cho biết như vậy tại một cuộc họp báo giới thiệu một cuốn sách mà ông viết về thân chủ của mình. Hôm thứ Ba, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết Snowden hoàn toàn có thể và nên trở về Mỹ. Bà Hoff nói rằng chính quyền Mỹ đã nói rất rõ ràng rằng anh ta sẽ có được một phiên tòa xét xử công bằng nếu quay trở về Mỹ. Nhưng nếu không muốn bị truy tố, thì lẽ ra anh ta không nên tiết lộ bí mật. Mỹ muốn đưa Snowden ra tòa xét xử về tội rò rỉ nhiều bí mật về chương trình do thám điện tử của cơ quan an ninh quốc gia. Nga đã nhiều lần từ chối dẫn độ Snowden và đã cho phép anh ta tị nạn vào năm 2013.